Em quen anh đó ở đại học. Em thèm sầu riêng quá, cái ảnh kiếm cho em được 200 ngàn, xong về mua được cho em một trái sầu riêng. Rồi ăn xong cái trái đó là xa nhau. Chia tay, chia tay lâu chưa? 6-7 năm rồi. Chỉ có duy nhất một cái mối tình sầu riêng đó là sâu đậm thôi đúng không? Đừng... Hai đứa quen đừng ăn sầu riêng nha. Lúc mà em được 20 tuổi á, là em cực kỳ ghét quen người nhỏ hơn em 2 tuổi hoặc là nhỏ hơn. Có nghĩa là ghét sinh năm những người ba. Dạ, hút thuốc, nói quá nhiều. Thứ ba là không có sự chủ động. Thứ tư là không có biết quan tâm. Em đang nóng hoặc là em giận thì cứ đừng giải thích gì, em cứ im lặng đi. Xong rồi đến em tự nguôi. Và hôm nay thì em... Em 92. 92, rồi né được một số. Man Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh. Rồi, chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào mọi người. Em tên là Tuấn Ngọc. Em sinh năm 92. Hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em là kỹ sư cấp nước ạ. Bọn em cấp nước cho bên quận Gò Vấp, Hóc Môn với lại quận 12. Còn em? Em tên là Phạm Thị Thanh Vân. Năm nay em 29 tuổi. Làm công ty dệt may Bình Dương. Dạ, quê em ở Dầu Tiến, Bình Dương. Đó, em giới thiệu cái ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em thì nhạy bén sáng tạo, mạnh mẽ. Nhưng mà ngược lại khuyết điểm của em thì cũng... Tại vì mạnh mẽ quá cho nên là cũng hơi yếu đuối. Dễ quên, dễ giận, mau quên. Tính thì hơi nóng tính chút xíu. Em hay again mọi chuyện. Có nghĩa làm việc gì em bị again lại hai lần em mới làm tốt hơn được. Có nghĩa là kinh nghiệm nhiều hơn được. Hồi nhỏ lúc mẹ em đẻ em ra được cỡ 3-4 tuổi á, là mua cái gì cho em cũng phải là hai cái. Bánh tiêu thì hai cái, chè thì phải hai chén. Một cái em không chịu, phải xớt ra thành hai cái em mới chịu. Dạ. Mẹ em nói mày chắc mốt lớn lên lấy hai chồng hết. Anh định nói câu đó đó. Tại vì cái gì cũng hai hết trơn. Mẹ em để ý từ nhỏ lớn cái gì cũng hai. Đàn trai em có ưu điểm, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em á thì là em khá là dễ tính. Em hay tập trung vào công việc. Cái điểm thì em giống như bạn nữ là em có cái tật là em hay quên lắm. Cái tật này nó hơi nghiêm trọng luôn á. Nhà mới chuyển về nhà mới bên quận 12 á, mà cứ đi lộn về nhà cũ hoài. Ủa vậy đó hả? Dạ. Cái đó là em hoài niệm. Có một lần thì em chờ mẹ em đi mua gạo thì em cũng đè quên mẹ em ngoài đó. Cái gì em quên má luôn á hả? Trời ơi. Cái này là do mẹ em thôi, là bình thường á là cái đường đó là có thể là quay lại đi thì gần hơn. Mà cái tính em á thì em cũng không có thích cái gì mà lặp đi lặp lại á, thì đi thẳng cũng đi được. Cái em mới kêu là thôi đi về luôn đi, em cứ nghĩ là mẹ em lên xe rồi nên là em cứ thế em đi về. Chào em. Dạ chào chị. Em nói em không thích chuyện lặp đi lặp lại hả? Dạ đúng. Nhưng rồi. Nhưng mà bạn gái bên đây là lặp đi lặp lại triền miên từ nhỏ tới lớn. Cái đó thì không sao chị, cái đó thì bù trừ thôi. Không sao đúng, đúng không? Rồi, dạ. Chị cũng là bật mí cho em biết là một cô gái rất là xinh đẹp. Wow. Phọt cũng rất là đẹp. Mà bạn này, em thích người phụ nữ mặc quần áo như thế nào? Em có thích phụ nữ mặc áo dài dạ, không? Dạ có, đặc biệt luôn á, em cực kỳ thích phụ nữ mặc áo dài. Em cực kỳ thích phụ nữ. Dạ. Thì chị cũng báo cho em biết luôn, đây là một cô gái mặc áo dài cực đẹp và bạn đã đặt danh hiệu là gọi là duyên dáng áo dài Bình Dương, đúng không em? Chị nghe đồn vậy dạ, phải dạ, không? Dạ đúng rồi. Dạ, giải duyên dáng áo dài của huyện ạ. Bên đây thua bên tôi tuổi á. Em có e ngại về cái vấn đề đó hay chăng nhỉ? Dạ không. Không phải không? Không không vấn đề gì. Còn em có ngại không? Lúc mà em được 20 tuổi á là em cực kỳ ghét quen người nhỏ hơn em 2 tuổi hoặc là nhỏ hơn. Có nghĩa là ghét sinh năm những người ba. Em từ chối một anh chàng lúc đó em học lớp 10, lớp 12 là xong, là từ đó về sau là em đi đâu em gặp ai cũng vậy. Đến lúc em hỏi quen xong là em hỏi là toàn 93 và 93 thôi. Và hôm nay thì em... Em 92. 92, rồi dạ. Né được một số. Mừng hết nước. Con trai cho bà mối bên kia biết con đường tình duyên của mình trắc trở thế nào đi. Nếu mà gọi là mối tình chính thức á thì em có hai mối tình rồi. Một bạn là đầu tiên thì em quen từ cái thời mà em học gần hết lớp 12. Thì sau đó thì gia đình bạn ấy đi Mỹ định cư. Mối tình thứ hai thì em mới chia tay gần đây. Bạn nữ thì bạn ấy học ở đây. Thì bạn học xong thì bạn ấy về Đà Lạt. Cũng có đưa em về nhà và cũng gặp bố mẹ bên đó rồi. Thì bố mẹ bên đó có nói là nếu mà hai đứa muốn tiến xa hơn á thì phải xác định là con phải lên đây con ở rể. Mà tính em thì em không thể nào em lên đó mà em sống được. Bạn gái kia đang làm việc ở đâu? Dạ em làm ở Bình Dương. Nếu như bây giờ em lấy chồng mà bên chồng muốn em về thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp luôn, làm việc ở đây, người ta lo tất cả mọi thứ, em đồng ý không? Dạ cái đó thì tốt là tại em cũng muốn lên đây. Rồi vậy khỏe rồi. Tốt mà. Sợ giống như vụ Đà Lạt mới mệt. Câu chuyện tình cảm của em như thế nào, được quen mấy người rồi? Dạ em quen thì hai mối tình. Em quen anh đó ở đại học. Em thèm sầu riêng quá. Xong cái ảnh đi làm, cái ảnh kiếm cho em được 200 ngàn. Xong về mua được cho em một trái sầu riêng. Rồi ăn xong cái trái đó là cái thời gian đó sau tụi em ít gặp nhau, với lại là công việc mỗi người mỗi khác á, xa nhau. Chia tay lâu chưa? 6-7 năm rồi.
Sau đó mấy tháng em có quen một anh được 3 tháng. Chỉ có duy nhất một cái mối tình sầu riêng đó là sâu đậm thôi đúng không? Được. Hai đứa quen đừng ăn sầu riêng nha. Nhưng mà tại em thích ăn sầu riêng lắm anh ơi. Em cũng thế, em cũng thích ăn sầu riêng. Nói chung là đồ ngọt là cái gì em cũng thích ăn, em biết là nó ngọt. Rồi vậy là được rồi đó. Em ơi, em tưởng tượng cái bạn trai bên đây làm sao? Em nghe giọng thì chắc cũng chững chạc, biết suy nghĩ. Em đẹp vậy rồi em có muốn bạn trai mình phải đẹp không? Em muốn bạn trai ấy, rồi nhưng em được 6 điểm thì bạn em cũng phải hơn 7 điểm rưỡi gì đó. Thế em muốn bạn trai đẹp hơn mình luôn á hả? Dạ. Em không có được đẹp mà. Em xinh mà, em đẹp. Nhưng mà tại vì em ra đường bị so sánh nhiều quá cho nên giờ em phải quyết định em phải kiếm một người phải đẹp hơn em. Rồi còn nếu mà về tính tình thì sao, em không muốn người bạn tính trai tình em à? Cái điều gì? Trong ấm ngoài lạnh, chững chạc xíu, mạnh mẽ và đặc biệt là phải có bản lĩnh. Ví dụ công việc thì em không cần thiết là phải làm giám đốc làm cái gì cao sang, nhưng mà thực tế là phải bản lĩnh. Sao em nghe sao em thấy sao em? Em không biết là bạn nữ đó là đẹp đến mức nào nên là em cũng... em tự tin là em đẹp hơn bạn không? Cái này á, thường á, trong các mối quan hệ ngoài xã hội của em á, thì em cảm thấy là cái người mà đối tượng mà theo đuổi em á, nam nhiều hơn nữ. Nam nhiều hơn nữ. Em có cái nét mà các chị em quyến rũ, các chị em đàn ông thế giới bên kia là rất thích em đúng không? Em cũng không biết tại sao nhưng mà nam nhiều hơn nữ luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em có thích người ta không? Đương nhiên là không rồi chị. Không, nhưng mà lý do gì mà đeo nhiều nhẫn dữ vậy? À, cái này sở thích cá nhân chị. Rồi chào em gái cũng xinh, như thông báo đàn trai cũng hot boy. Dạ. Nhưng mà có sức quyến rũ đàn ông nhiều hơn. À, em không thích những điều gì ở đàn ông? Dạ, hút thuốc, nói quá nhiều. Thứ ba là không có sự chủ động. Thứ tư là không có biết quan tâm. Ở ngoài thì ngoài mặt thì lạnh lùng thôi, nhưng mà người ta biết cách quan tâm. Với lại đặc biệt cái là lúc mà em đang nóng hoặc em giận thì cứ đừng giải thích gì, em cứ im lặng đi. Xong rồi đến em tự nguôi, xong đó em tự lại, em sẽ nói chuyện đúng sai. Nếu mà sai em sẽ xin lỗi. Còn nếu mà dụ như anh đó sai em bắt anh nói xin lỗi em. Cũng sòng phẳng, thẳng thắn mà đúng không? Mình cũng vậy mà đúng không? Trước đây em quen mấy bạn nữ á, giống như kiểu mà hai đứa mà cãi nhau á, nhỏ thì không nói làm gì, nếu mà lớn á thì em sẽ thường là em im lặng 2 ngày để cho hai đứa nó nguôi ngoai đi rồi mới bắt đầu mình nói chuyện lại. Nguôi ngoai được rồi đó. Dạ. Em không thích điều gì ở bạn gái? Không thích phụ nữ là thiếu tự tin. Sao bên đây là tự tin số 1 luôn đó. Đừng có xăm trổ nhiều quá là được. Xăm trổ em có xăm không? Dạ em có xăm một cái. Dạ em có xăm một cái bông ở ngay tai em, tại vì cái lúc đó, cái thời điểm đó là em gặp quá nhiều sự cố trong cuộc sống, với là công việc, với là cả tình yêu, tình cảm. Nó làm cho em thay đổi hoàn toàn sau khi em xăm nó. Thôi bây giờ xăm chút xíu được không? Dạ được. Xăm cái đó thì đẹp, em thích cái xăm cái đó. Đi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với lại hai đứa em gái ruột em đi. Có ý kiến ngay nè. Chú Hiền Linh và cô Hồng Vân. Em thấy anh này cũng được, dễ thương nữa. Em thấy hai anh chị cũng đẹp đôi nữa. Và bấm nút chọn để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Rồi cảm ơn rồi. Gái. Em đi với ai? Dạ em đi với mẹ em ạ. Xin chào chương trình và chào hai MC ạ. Ngọc nhà tôi thì cháu nó cũng chín chắn, có trách nhiệm với công việc và gia đình. Về bạn gái thì mẹ thấy bạn gái cũng dễ thương, cao giáo. Các con đến đây thì là cái duyên, các con cho nhau một cơ hội. Cảm ơn thôi. Giờ mở rào ha, mở rào. Bắt đầu đi Ngọc. Chào bạn, mình có món quà tặng bạn. Dạ, em cảm ơn. Cái này là cây may mắn, ở dưới này là có chữ tài lộc. Thì em luôn hy vọng là anh luôn được may mắn và được tài lộc. Cảm ơn bạn. Em có tặng một bộ áo dài, bộ vải áo dài. Tức là bạn rất là thích phụ nữ mặc áo dài. Dạ. Em có thích mặc áo dài không? Dạ, em rất là thích vận áo dài. Em sẽ về em thiết kế cái kiểu áo này để em bận. Là bạn có từng học thiết kế thời trang hả? Dạ, trước đây em có học thiết kế thời trang cũng được một thời gian. Em đi sao bạn ở đây vậy? Không biết bạn... kêu bạn với mình đấy, em ngại quá Gì đâu ngại. Xin lỗi. Em còn làm về thiết kế thời trang không hay là... Dạ không, em ngưng lâu rồi. Hiện tại thì em đang làm bên bộ phận nhân sự công ty dệt nhuộm ở Bình Dương. Em có biết có chút năng khiếu nghệ thuật gì về vẽ hoặc là hát? Dạ, em hồi xưa em có học cho nên là em vẽ rất đẹp. Ủa sao Ngọc lại hỏi như vậy? Bộ Ngọc thích những cô gái biết vẽ hả? Dạ đúng rồi, em rất có gọi là thích những cô mà có một chút năng khiếu về nghệ thuật. Cho dù em biết hay không biết nha, là em quen bạn nào là cũng hầu như là hoặc là vẽ đẹp hoặc là hát rất hay. Rất hát hay nữa. Tao hát thử coi. Dạ vậy em xin hát một khúc.
Trải qua bao chuyện tình yêu, màu sắc trong em vơi đi nhiều. Nhìn vào trong gương em chỉ thấy nỗi buồn hằng hiu. Trải qua bao chuyện đời thương mà vẫn yêu đôi khi vẫn vương. Nhìn vào tan trong câu chuyện cũ, lăn vào mệnh vờ của một niềm tin. Em hơi rung nên là hát không có được vẻ đẹp mà hát hay nữa. Chàng trai, anh cảm thấy là bên đàn gái chúng tôi thế nào? Quá đỉnh, quá đỉnh. Sau này nếu mà lập gia đình á thì em có muốn sống ở đâu? Em thì dễ lắm, nếu mà chồng em ở đâu thì em ở đó. Thì em có thấy là anh đẹp hơn em không? Dạ anh hả? Em nghĩ chắc cũng hơn em chút xíu. Là có nghĩa là chấp nhận là anh đẹp hơn mình rồi phải không? Dạ. Nhưng mà em gặp bạn gái vậy em có thấy rung động không? Dạ, nếu mà về ngoại hình nhìn vào mắt một cái luôn á thì nhìn là cũng thích rồi đó. Cũng thích rồi đó. Chúng ta để tay vào nút bấm. Là đến lúc chúng ta đang đối diện với gia đình, bà con, khán giả. Chúng ta phải thật sự nghiêm túc với trái tim của mình. Dìu mang theo thuốc dạ dày chữ y, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Em muốn không được. À, rồi. Đó chỉ là thủ tục thôi. Thực chất mà nói thì chúng tôi thấy hai bạn rất là đồng điệu với nhau về nhiều thứ. Rồi, một nụ hôn đầu tiên. Trời ơi. Đấy, xuất sắc. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nivea Men Gold giúp hỗ trợ tăng cường sức khỏe. Một sản phẩm được công ty cổ phần dược phẩm Ninh Bình. Thì điểm mạnh của em thì theo em nghĩ là mình là một người khá là độc lập, tự tin và mạnh mẽ. Ăn dễ, ngủ dễ, kiên trì. Ví dụ như mình có làm sai mình sẽ làm lại hoài. Không cao to đẹp thôi là được. Về nói về không thích ấy, thì em có 3 điểm em không thích. 3 điểm nè ha, điểm gì đâu nè. Thứ nhất là lăng nhăng, và cái thứ hai là em không thích người không có chí tiến thủ. Dạ em thích tóc dài rồi, tóc dài đẹp không? Con tóc dài. Tôi tóc ngắn tôi cũng đẹp lắm, đừng nói vậy. Dạ là tại em thích thôi. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày nghe ưm nắng. Mời nhà trai. Ai, chào anh trai. Trời, lãng tử quá ha. Mời nhà gái. Rồi, bây giờ nhà trai giới thiệu về mình cái đi nào. Dạ, thưa chú Quyền Linh, là con là Nguyễn Quốc Khánh. Quốc Khánh. Con sinh năm 1990, làm việc ở Học viện Nghệ thuật Queen Art, dạy học âm nhạc. Thầy giáo dạy nhạc luôn. Dạ. Quê mình ở đâu Khánh? Dạ, con ở Sài Gòn. Dạ, nhà gái cũng xin phép được giới thiệu lý lịch với nhà trai. Mời em. Em xin chào tất cả khán giả ở trong trục quay và chào tất cả khán giả trong chương trình ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Mai. Em sinh năm 1991 nhưng mà đây là tuổi khai sinh thôi. Tuổi thật của em là 1992. Hiện nay thì em đang là giáo viên marketing và em có kinh doanh mỹ phẩm. Dạ chào thầy cô giáo luôn. Hai bạn này cảm giác như là tuổi trẻ mà tài rất là cao. Mình là giáo viên dạy âm nhạc nên ta chào mừng bằng một giai điệu âm nhạc nào. Mời thầy giáo dạy âm nhạc. Dạ hôm nay đến với chương trình là cũng là sắp tới mùa xuân rồi. Thì Khánh xin chúc cho chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan và toàn thể quý vị khán giả đến xem chương trình. Đầu tiên là sức khỏe, là công việc thật tốt, tình cảm bạn bè gia đình ổn định. Rồi câu hay nhất là tình cảm bạn bè gia đình ổn định đó. Em xin gửi đến chương trình một bài hát của một người chú của em sáng tác, đó là nhạc sĩ Trần Văn Cường. Ca khúc được mang tên là Khúc Xuân Về. Em đến thăm nhà tôi, đợi nghe tin xuân rộn rã đến bên thềm. Bâng khuâng hương khói vào trong áo, thấp thoáng môi cười những cảnh xinh. Xuân đã đến rồi khắp nơi nơi, trắng tinh hoa mận thắm hoa đào. Vàng rơi sao sáng vương mãi nở, sao xuyến dâng tràn cả ước mơ. Tháng riêng hoa
pháp cạnh trên đê cũ. Em gói em về giữa chốn quê, cắt ngoài lòng ai như mong nở, lối về họ hẹn cùng mênh mang. Em đi trong nắng vàng xanh ấy, lất phất mưa phùn dại nhớ nhung, dạo dưới vòng trần thơ mộng quá, yêu cả đất trời vạn mùa xuân, yêu cả đất trời vạn mùa xuân. Yeah. Em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn Khánh rất là nhiều. Được bài. Trời, thấy bài hát rất là vui tươi, làm cho nhà gái đang rất là rạo rực. Quá vui. Anh hát rất là hay rồi, nhưng mà em thì không biết hát. Thì bây giờ em chúc thôi được không? Được. Dạ vâng. Thì nhân dịp Tết đến xuân về, em chúc anh chị Quyền Linh, chị Ngọc Lan và tất cả khán giả xem chương trình cũng như khán giả tại trường quay và cả anh nữa, một năm mới không thể bình an hơn, không thể hạnh phúc hơn ạ. Cảm ơn nhà gái. Bây giờ mình nói luôn những cái điểm mạnh điểm yếu của mình luôn đi nhà gái. Đúng rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì em? Thì điểm mạnh của em thì theo em nghĩ là mình là một người khá là độc lập, tự tin và mạnh mẽ. Về cái nhược điểm ấy thì em nghĩ là do cái tính em nó cũng hơi lề mề nên em hay đi trễ một chút. Không, nhà trai. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì của Khánh? Dạ, điểm mạnh của con là con biết đàn hát, ăn dễ, ngủ dễ, kiên trì. Ví dụ như mình có làm sai mình sẽ làm lại hoài, thật thà, hiền lành. Có nông tính không? Ví dụ trong công việc thì đôi lúc có mấy cái hơi hơi. Xin hỏi nhà gái đường tình duyên sao nè? Em mới quen chính thức thì hai người thôi ạ. Tại vì em quen cũng thời gian nó khá là ngắn, nó chưa kịp để sâu đậm ấy. Cái hồi trẻ mình yêu thì nó có hai trường hợp ạ. Một là mình yêu sai cách, hai là yêu sai người. Thì em là cả hai rồi đấy. Nên là em mong là hôm nay em đến với chương trình thì là đúng ạ. Trời, cái câu này hay quá. Vậy thì em nói luôn đi là cái mong muốn em có một cái người bạn trai á, nó như thế nào? Dạ vâng, nói chung cái mẫu người bạn trai lý tưởng của em về ngoại hình ấy, thì em thích một bạn kiểu nam tính, cao trên 1m72. Không cao to đến thôi là được. Về tính cách thì em thích người có trí, tức là bạn ấy thông minh và giỏi hơn em đi. Hài hước và thú vị, tại vì em thấy em đã nhạt lắm rồi. À, giờ để chị qua chị đúng coi rồi. Coi là có cao to hay không nha. Trời, cao, to. Trời. Em ơi, chị thấy không mấy em nhào qua luôn đi chứ chị thấy ngon lắm. Ngon lắm, 27 Tết kiểu này là ngon lắm em ơi. Ủa, nhà trai tôi ăn được hay sao ngon? Trời, nghe thơm phức trời. Thơm. Thôi bây giờ nè, mình nói cho nhà gái nghe là cái đường tình duyên của mình như thế nào để coi là đường tình duyên nó có trắc trở nhiều dữ không? Dạ, đường tình duyên của em là cũng giống như bạn á, là chính thức thì có hai thôi. Thì mối tình đầu thì 6 tháng, mối tình sau thì nó dài hơn là 6 năm. Nhưng mà cả hai không có học cùng ngành đó chị, cho nên không có chia sẻ được công việc. Xa nhau á, một bạn thì ở xa, em ở Sài Gòn, ở Đà Nẵng. Lỗi của em là chưa có cố gắng đó. Cố gắng phát triển sự nghiệp rồi chưa có dành thời gian nhiều cho bạn, đủ để lo cho bạn với lại cho gia đình bạn nói tin tưởng. Để tôi qua tôi coi bên nhà gái sao rồi tôi quay lại tôi nói. Trời tôi ơi Facebook. Hay sao? Dễ hương. Dạ, em cảm ơn. Dáng người mẫu. Cao mét mấy? Dạ em cao 1m59 thôi ạ. 59 mang guốc lên 69 không sao. Rồi bây giờ mình không thích điều gì ở đàn ông? Về nói về không thích ấy, thì em có 3 điểm em không thích. 3 điểm nè ha, điểm gì đâu nào? Thứ nhất là lăng nhăng, cái thứ hai là em không thích người không có chí tiến thủ. Cái thứ ba đấy là vô tâm. Cái này mệt á. Mình thích người gái cao hay là thấp người, hay ốm hay là mập, tóc dài hay tóc ngắn? Dạ em thích tóc dài rồi, tóc dài đẹp hơn. Có tóc dài. Tôi tóc ngắn tôi cũng đẹp lắm, đừng nói vậy. Dạ là tại em thích thôi. Rồi dáng người thì không ốm không gậy, bình thường được rồi. Đúng ý luôn, vừa phải. Thôi nói chung là hai bạn này là cơ bản là cũng rất là được. Hợp với nhau. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Em gái đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái và bạn. Nhìn là biết rồi. Dạ em. Sao cưng thấy anh này ok không? Dạ em thấy anh ok, đẹp trai này, vui tính này,
À, có hơi lãng tử. Em muốn là anh chị cho nhau cơ hội. Em gái em là hiền. Câu vậy thôi là được rồi đó. Em gái rất là hiền luôn. Gái rất là ngoan luôn đó. Bây giờ nhà trai mình đi với ai? Tại vì con muốn cho mọi người bất ngờ cho con đi mình à. Làm việc mình. Thôi mở rào. Nào. Hôm nay mình tới chương trình này mình có cái bó hoa tặng bạn. À dạ, em cảm ơn ạ. Em cũng có quà tặng. Em hy vọng là sau mỗi cái giờ anh đi làm về vất vả, anh đốt cái này lên thì anh có thể cảm thấy thoải mái, tinh thần hơn. Anh đốt lên thì anh ngửi cái mùi hương này, anh nhớ đến em. Trời ơi, hay quá vậy. Nào cũng... Em có quà để tặng chị nữa. Cảm ơn em. Dạ, em có một phần quà tặng. Trời ơi, vậy tôi đốt lên nữa hả? Cái này không phải đốt. Thank you so much. Em thấy anh sao? Cái lúc mà em chưa mở rào ra thì em thấy anh có giọng nói rất là ấm áp, kiểu em thích giọng con trai miền Nam mà. Cái lúc ấn tượng gặp thì em thấy anh cũng nói chung là cũng đúng với cả mẫu người của em, cũng kiểu nam tính, trông anh cũng có vẻ thật thà uy tín. Cảm ơn. Thế bây giờ anh hát tặng cho em một đoạn mà anh thích đi. Chị rất là muốn nghe một cái tiếng đàn réo rắt với một cái bài nhạc nó nhẹ nhàng. Ủa, tới thằng bà mối luôn. Được trò trò chứ sao. Đó. Rồ 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 mắt tình. Rồi đứt ruột. Đứt ruột vô ruột luôn. Chị nghĩ là em có sao xuyến chưa? Chứ chị là cái người rất thích hình ảnh người con trai ôm cái đàn guitar cứ réo rắt vậy hoài là chị mê lắm. Em nghĩ là chắc là ai cũng sẽ thích. Ừ, thích lắm. Em thì em cũng biết nấu ăn một chút. Nhưng mà em không biết nấu món miền Nam. Không sao đâu, thực sự anh ăn rất là dễ. À. Tại vì hồi xưa cũng giống chú Quyền Linh là cũng từ khó khăn, cho nên không có kén món ăn gì hết. Thì cũng trải qua mấy mối tình rồi thì mình cũng chỉ mong là có một người đồng hành với mình lâu hơn, cùng nhau chia sẻ công việc, xây dựng gia đình, xây dựng sự nghiệp. Anh nghĩ là cái lý do mà anh chia tay là lớn nhất là cái gì? Chắc là do anh chưa có đủ sự nghiệp. Thì mỗi người đàn ông nào cũng phải vậy hết. Khi mình cảm thấy thua kém những cái người khác á, thì mình sẽ tự ti rồi mình sợ nhất cái đó thôi. Vậy giờ mình có sự nghiệp chưa? Cũng gần. Cũng đang rồi. Làm công ty nhưng mà cũng chưa có phải là lớn lắm. Từ từ ta có. Từ từ. Em không quan trọng là anh có tiền hay không, nhưng mà chỉ cần anh có chí thì em nghĩ chắc chắn sau này anh sẽ có tiền đủ. Và em không cần phải kiểu là quan tâm quá nhiều hay này kia, chỉ cần là mình hiểu cho nhau và có thể nói chuyện và chia sẻ được với nhau là được. Rồi bây giờ thế này nè Quốc Khánh. Dạ. Mình tiến tới bạn gái, mình nắm tay bạn gái ha. Hai đứa đứng lên nhìn thẳng mắt nhau, mình nói hết những cái suy nghĩ của mình về người đối diện. Mạnh mẽ lên nào. Đây, nắm tay nha. Đây, anh nắm tay này chứ. Nhưng mà tay anh ấm, tay anh ấm. À đúng rồi, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát. Nhưng mà tay em lạnh. Đúng không? Khi đã tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì bản thân ai cũng là muốn mong muốn được tìm được một cái người mình muốn hẹn hò đó. Thì mình nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Thì không ai biết ngày mai thế nào hết, nhưng mà mình sẽ cố gắng làm cho cái duyên này nó tốt nhất có thể. Em có muốn cùng anh làm một cái duyên mới hay không? Anh hát cái bài anh muốn mình về nơi biên vắng gì đó. Phải vô luôn á. Nhìn vô anh mặt. Muốn được cùng em về vùng biên vắng, mình sẽ sống những ngày nghe ươm nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Em nhớ, chứ con nhớ như đó. Được. Những cái giây phút vừa rồi hai bạn đứng ở trên sân khấu đối diện nhau, nắm tay nhau, nói chuyện với nhau, cảm xúc hai bạn như thế nào, cái trái tim của mình nó như thế nào, thì bây giờ là hai bạn sẽ là người quyết định. Chàng nhạc sĩ, ca sĩ, tương lai bên cô kia marketing, hai người làm ăn tốt lắm. Trời ơi, bấm hết rồi, chưa đếm gì hết. Ủa vậy hả? Chúc mừng luôn. Có những điều chúng ta không cần nói mà chỉ là hành động thôi. Bây giờ chúng ta chính thức đã đồng ý hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau.
đó. Trời, mình thấy hai bạn này cái mình muốn hơn hẹn hò quá mọi người ơi. Bây giờ xem như gia đình nhà gái đang theo dõi chương trình, mình thưa với hai bác, thưa với gia đình. Dạ thì hôm nay con tham gia chương trình này, con tìm được một bạn gái rất là xinh đẹp và hợp tính, thì con xin phép hai bác cho con với bạn được hẹn hò với nhau rồi để tìm hiểu nhau. Thời gian sau nếu hợp thì sẽ tiến xa hơn. Vài bữa nữa tốt nha, qua nhà chúc tốt luôn nha.